Dạ cơ Lê Nguyễn mến chào bà con nha. Hôm nay tiếp đến nhà vườn chị Hương đoàn giao lưu khô hoa giấy nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn à. Em chào chị. Dạ em xin chào anh Lim, em xin chào cô chú anh chị đang xem clip ngày hôm nay của nhà vườn Hương Đoàn em. Nhà vườn Hương Đoàn em có số điện thoại 0939421599. Cô chú anh chị có ủng hộ em thông qua số điện thoại đó nha cô chú anh chị. Đầu tiên em giao lưu với cô chú anh chị là cây một rễ nha cô chú anh chị. Một rễ mà đế thì đế gọi là đế quá to luôn cô chú anh chị ơi. Tán thì tán bàn trà luôn nha cô chú anh chị. Cây một rễ tán bàn trà, mã số 1 thì nó có hoành cổ là 28, sổ đế là 45. Cây này tổng cao của nó là 95, cây số 1 giao lưu là 600 bao ship cô chú anh chị, đế đặt quẹo luôn. Một rễ đế đặt 600 bao ship thì mã số 1 ạ. À. Tiếp theo em lên trên mã số 2 nha cô chú. Mã số 2 là một cây rất là to nè. Cây này cây dáng bay cô chú anh chị ơi. Mã số 2 thì có hoành cổ 31, sổ đế là 55, mã số 2. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k bao ship nha cô chú anh chị. 400 cho mã số 2. Tiếp theo em lên cây mã số 3. Mã số 3 là một cây có bộ đế rất là đặc luôn nè cô chú. Mã số 3 thì nó có hoành cổ là 30, sổ đế là 50. Quá trời cái cục này cô chú anh chị ơi. Bự quá trời luôn. Mã số 3 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị cứ quan sát kỹ nha. Mã số 3 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 chứ, 800 cô chú anh chị ơi, 800k bao ship cho mã số 3. Bởi đặc thù luôn nha cô chú. Mấy cây này là bao nặng cho cô chú anh chị mình luôn á, mã số 3 800 bao ship. Tiếp theo em lên cây mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 thì có hoành cổ là 29, sổ đế là 55. Cây này cũng dáng bay nữa nè cô chú anh chị ơi, dáng bay mà thấy cái bộ rễ nó lực nha cô chú. Mã số 4 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 ạ, 400 cho mã số 4 nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã số 5 là một cây lùng lực bonsai nữa. Mã số 5 cây này có hoành cổ là 34, sổ đế là 37. Mã số 5 rất là dễ thương luôn cô chú anh chị ơi. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 380 nha cô chú. 380 cho mã số 5 hoành cổ 34. Tiếp theo em lên một cặp đôi nha cô chú anh chị. Cặp đôi này là mã số 6. Mã số 6 thì một cặp dáng trực có hoành cổ 22, sổ đế 35. Cặp dáng trực số 6 là 200k nha cô chú. 200k bò ship luôn. Tiếp theo em lên mã số 7 nha cô chú anh chị. Mã số 7 cũng là một cây một rễ đặc luôn cô chú. Mã số 7 thì nó có hoành cổ ngay đây là 27, sổ đế là 37 luôn ạ. Cây mã số 7 là một rễ, cái chân của nó cũng đẹp đó nha cô chú anh chị. Chân là u nằng dữ lắm luôn nè. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 nha cô chú anh chị. 500 bao ship cho mã số 7 ạ. Tiếp theo em lên mã số 8 nha cô chú anh chị. Mã số 8 thì có hoành cổ ngay đây là 36, sổ đế là 44. Con này đứng vững cô chú anh chị, một rễ. Một rễ đế nở nó nè cô chú thấy cái chân của nó không? Tè ra luôn. Mã số 8, hoành cổ 36, sổ đế 44 luôn. Em giao lưu với cô chú anh chị mình mã số số 8 là 600 nha cô chú anh chị, 600 cho một cây một cục thịt luôn. Đặt quẹo luôn cô chú anh chị ơi, quá đẹp luôn. 600 bao ship. Tiếp theo em lên mã số 9 nha cô chú anh chị, có hoành cổ là 25, sổ đế là 35 luôn. Cây này một tông dáng trực luôn cô chú anh chị ơi. Cây này em giao lưu là 300 nha cô chú anh chị, 300 cho mã số 9. Cao của nó là 70. Tiếp theo em lên mã số 10 nha cô chú. Có hoành cổ là 43, sổ đế là 56. Cây này rất là to luôn, siêu to, siêu khổng lồ luôn cô chú anh chị ơi. Mà giá thì nói chung là cũng dễ mua lắm. Mã số 10 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580 nha cô chú anh chị, 580 cho một con rất là to. Tiếp theo em lên mã số 11 nha cô chú anh chị. Mã số 11 thì cái cây này nó có hoành cổ là 37, sổ đế là 43, một cây lực bự đặc. Được chú anh chị, cây này thì nó có chiều cao là 65 luôn nha cô chú. Chiều cao của nó là 65 à. Cái bợ của nó nè cô chú thấy không, cái đế cũng nở nữa nè, cái đế bự quá. Cây mã số 11 em giao lưu là 900 ạ, 900 bao ship cho mã số 11 hoành cổ 37 nha cô chú. Tiếp theo em lên cây này là mã số 12. Mã số 12 một cây dáng trực cao nha cô chú anh chị, có hoành cổ ngay đây là 26, sổ đế là 40. Cây này cao 1 mét luôn. Cây dáng trực ông cao như thế này em giao lưu là 300 bao ship cô chú ơi, 300 bao ship cho mã số 12. Tiếp theo em lên mã số 13 nha cô chú.
Mã số 13 thì cây này nó có vành cổ ngay đây là vành 35, cổ đế là 40. Một cây bonsai lực bự luôn cô chú anh chị ơi. Cây này cũng đế nở luôn, mấy con bonsai đế nở quá đẹp luôn cô chú ơi. Cây mã số 13 vành cổ 35 nên giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 ạ, 550. Thấy vậy chứ nó nặng lắm nha cô chú anh chị, tại vì cái mình nó đặt á. Mã số 14 nha cô chú anh chị, có vành cổ là 33, sổ đế là 36. Cây này dáng bonsai đẹp nè cô chú, bonsai lùng lực nè. Mã số 14, dáng đứng vững luôn. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 380 nha cô chú, 380. Có cái chân luôn nè cô chú ơi, móng chân luôn. Tiếp theo em lên mã số 15, một con rất là to luôn cô chú anh chị ơi. Con này nó có vành cổ là 34, sổ đế là 60. Con rất là siêu to luôn nha cô chú anh chị. Con mã số 15 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 bao ship nha cô chú, 800 bao ship ạ. Tiếp theo em lên mã số 16 nha cô chú anh chị. Mã số 16 có vành cổ là 35, sổ đế là 45. Cây này cao, tổng cao của nó là 90 luôn cô chú anh chị ơi. Cây một rễ đế nở nữa. Ở trời mấy con này cũ đặc luôn nè cô chú. Tán thì tán rất là đẹp nha cô chú. Cái cành tay của nó rất là to nè. Em giao lưu với cô chú anh chị mã số 16 là 1 triệu nha cô chú anh chị. Đây, quá trời trên đây em bóp còn không giáp nữa. 1 triệu bao ship cho mã số 16. Tiếp em lên mã số 17 nha cô chú anh chị. Mã số 17 thì cây này có vành cổ là 22, sổ đế là 37. Cây này nói chung nó đặc quẹo luôn nha cô chú anh chị. Mà nó bị thẹo chỗ này nè, thôi bán 230 thôi cô chú ơi, 230 cho mã số 17. Tiếp theo em lên cây mã số 18. Cây này dáng đẹp dữ hằng luôn cô chú ơi. Cây này là dáng bonsai đẹp luôn. Cây này là có trong sách vở luôn nha cô chú anh chị. Mã số 18 có vành cổ là 30, sổ đế là 33 luôn nha cô chú anh chị. Dáng thế rất là đứng vững luôn, dáng đẹp. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là mã số 18 là 450 nha cô chú, 450 luôn, cho dáng thấy độc luôn. Tiếp theo em lên mã số 19 nha cô chú anh chị. Cây này có vành cổ là 34, sổ đế là 37 luôn. Cây này là bonsai lực nè cô chú anh chị ơi, cái bộ đế của nó cũng đẹp nữa nè cô chú. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mã số 19 có vành cổ 34, 550 nha cô chú anh chị, 550 bao ship cho mã số 19. Tiếp theo lên mã số 20 là một cặp nha cô chú anh chị. Cái cặp này thì nó có vành cổ là 18, sổ đế là 35. Cặp 20 là 200 ngàn luôn cô chú anh chị ơi, rất là dễ mua luôn. Cho cặp dán trực, em lên là cặp là dán trực không nha cô chú. Mã số 21, cây này thì nó có vành cổ ngay đây là 38, không giáp tay em luôn. Sổ đế của cây này, sổ đế lùng lực nha cô chú ơi, sổ đế là 40. Con này là siêu to bự luôn nha cô chú anh chị. Con mã số 21 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 nha cô chú. 600 cho một cây rất là lực luôn, bể thì bể đặt luôn. Tiếp theo em lên mã số 22. Mã số 22 thì cái cây này nó có vành cổ ngay đây là 27 nè, sổ đế là 34. Cây này thì dáng thấy cũng rất là đẹp luôn nha cô chú. Cây này là cũng là một rễ luôn á. Một rễ mà rễ này rễ quái á cô chú anh chị. Cây mã số 22 em giao lưu là 500 nha cô chú. 500 cho cô chú anh chị nào thích sưu tầm những cái dáng quái bonsai nè, cũ đặc luôn. Tiếp theo em lên một cây dáng bay nha cô chú. Cây này có mã số 23, vành cổ 33, sổ đế là 50 luôn. Một cây dáng bay bao to luôn, 300 cho cô chú anh chị luôn cô chú ơi. Giá rẻ bất ngờ luôn cô chú. Con này siêu to luôn, 300 ngàn. Tiếp theo em lên mã số 24 nha cô chú anh chị. Con này to nặng lực luôn cô chú ơi. Tại vì cái con mấy con này là bonsai nên cái củ của nó sẽ đặc lắm. Con mã số 24 nó có vành cổ ngay đây là 33, sổ đế là 53. Con này nó tổng cao của nó là 85 luôn. Cô chú anh chị nhìn cái cốt của nó này cô chú, rất là mê luôn nha. Cái cốt nó bự nha, nhưng mà bự đều luôn. Tay ở trên cũng bự nữa. Con này là ghép, là ghép nói chung là siêu bông là bao phê luôn. Con mã số 24 củ thì đẹp nha cô chú anh chị. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu mốt nha cô chú anh chị. 1 triệu mốt bao ship nha cô chú.
Cũ này là cũ đặt luôn rồi chú ơi, không có khe hở luôn. Mã số 24. Tiếp theo em lên mã số 25 nha cô chú anh chị. Con này nó có hoành cổ là 25, sổ đế là 35, cây này cao là 60 luôn ạ. Cũng là một rễ đế đặt luôn cô chú ơi, đế nở nữa. Cây mã số 25 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 bao ship nha cô chú. 450 bao ship cho mã số 25. Tiếp theo em lên mã số 26. Mã số 26 thì cây này nó có hoành cổ là 31, sổ đế là 55, một cây rất là to nữa cô chú anh chị ơi. Mấy cây con tông dáng bay này cây nào cũng bao to hết trơn á. Cây này là 380 nha cô chú. 380 cho mã số 26. Bộ rễ của nó cũng lực lên nè. Tiếp theo em lên mã số này là mã số 27. Mã số 27. Cây này nó có hoành cổ là 28, sổ đế là 55 luôn. Cây này cũng siêu to luôn cô chú anh chị ơi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mã số 27 rất là siêu to luôn là 300 nha cô chú. 300k cho mã số 27, to lực luôn. Tiếp theo em lên mã số 28 nha cô chú. Cây mã số 28 là một cây một rễ dáng trực uốn éo luôn cô chú ơi. Mã số 28 nó có hoành cổ ngay đây là 28, sổ đế là 37, cao tổng chiều cao của cây này là 63 luôn. Cây một rễ nha cô chú anh chị, có nguyên cái bọ luôn nè. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 nha cô chú. 550 cho mã số là 28. Thế em lên mã số 29, một rễ bay nha cô chú. Có hoành cổ ngay đây là 30, sổ đấy là 43. Tổng chiều bay của nó là 85 luôn đó cô chú. Bay rất là xa luôn. Cây một rễ, cây này nói chung là bao nặng nha cô chú. Cây mã số 29. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 nha cô chú anh chị. 600 bao ship cho mã số 29. Tiếp theo em lên mã số 30. Mã số 30 thì cây này nó có hoành cổ ngay đây là 29. Sổ đấy là 36. Cao của nó là 80 luôn ạ. Cây này có tàn lên nha cô chú anh chị. Cây một rễ. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 430 nha cô chú. 430 bao ship luôn. Cho mã số là 30. Tiếp theo em lên một cặp nha cô chú anh chị. Một cặp đôi luôn. Cặp này thì có, cặp này là cặp 31 rồi cô chú anh chị. Có hoành cổ là 18 đến 22, sổ đế là 35. Một con lớn một con nhỏ là cặp mẹ con nha. 200 ngàn luôn cô chú ơi. 200 ngàn bao ship luôn. Tiếp theo em lên mã số là 32, có hoành cổ là 36, sổ đế là 40. Con này rất là lực luôn cô chú. Con này là bao nặng nữa nè. Con mã số 32 em giao lưu là 370 nha cô chú. 370 bao ship luôn. Tiếp theo em lên mã số là 33. 33 con này siêu to nè cô chú ơi. Bộ đế rất là đặc. Con này nó có hoành cổ ngay đây là 38, sổ đế là 40 nha cô chú. Con này siêu to luôn, tàn của nó là tàn bay nè cô chú. Bộ đế lực luôn cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị cứ quan sát kỹ cái bộ đế của nó ha. Cô chú. Quá trời đặc luôn, con này em giao lưu là 900 bao ship nha cô chú. 900 bao ship cho mã số 33. Tiếp theo em lên mã số 34 nha cô chú. Mã số 34 thì cây này nó có hoành cổ là 34, sổ đế là 40. Con này cũng đặc mình nữa nè cô chú anh chị ơi. Mã số 34. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 bao ship của chú ơi. 450 ạ. Cho mã số 34. Tức là em lên mã số 35 thì cây này nó có hoành cổ là 24, sổ đế là 70. Con này dáng bonsai nè cô chú, bonsai quắn quéo nè. Cây 35 giao lưu là 350 á cô chú, 350 bao ship, cây đứng rất là vững luôn. Tức là em lên mã số 36 nè cô chú. Mã số 36 thì con này nó có hoành cổ là 31, sổ đế là 40 luôn. Cây này là một bợ đặc luôn rồi cô chú. Mã số 36. Mặt tiền của nó là bao đẹp nha cô chú. Cây này em giao lưu là 450 cô chú anh chị ơi. 450 ạ. Tức là em lên mã số 37. Cây này nó có hoành cổ ngay đây là 30, sổ đế là 40 luôn. Cây này dễ thương nha cô chú. Cây này cũng nặng đó nè. Cây này 350 luôn cô chú ơi. Mã số 37 là 350 ạ. Tiếp theo em lên một cặp đôi nha cô chú anh chị. Cặp này là cặp 38. Cặp 38 thì cũng một cặp dáng trực nữa. Nó có hoành cổ là 20, sổ đế là 35. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 220 nha cô chú. 220 cho cặp 38.
Tiếp theo em lên cặp này là, ồ cây này là cây 39 nha cô chú. Có hoành cổ là 35, sổ đế là 38 á. Cây 39 là một cây đế rất là đặc luôn cô chú ơi, đế đặc quẹo luôn. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 nha cô chú, 600 cho mã số là 39. Tiếp theo là em lên cây này, cây 40 nha cô chú. 40 thì cây này nó có hoành cổ là 31, sổ đế là 40. Cây dáng bay nè cô chú, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 nha cô chú, 450 bao ship. Tiếp theo em lên mã số 41, cây này nó có hoành cổ là 27, sổ đế là 43. Con này một gửi lắc nha cô chú anh chị, con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 470 nha cô chú, 470 bao ship cho mã số 41. Tiếp theo em lên mã số 42 là một con siêu to luôn cô chú ơi, siêu to đế đặc luôn. Con này nó có hoành cổ là 31, sổ đế là 45, tổng cao của nó là 60 luôn, đứng rất là dẫn luôn cô chú ơi. Tán tàn thì bao bự luôn cô chú. Con này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình 42 là 750 nha cô chú, 750 cho mã số 42. Chúng ta em lên mã số 43 là, đây là một cây dáng trực nha cô chú anh chị, dáng trực của Bình luôn. Có hoành cổ là 27, sổ đế là 36, tổng cao là 65 luôn. Cái này một cây dáng trực bao đẹp dễ thương luôn nè cô chú. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 nha cô chú anh chị, 550. Tiếp theo em lên một cặp đôi nha cô chú anh chị. Một cặp đôi thì cặp này nó có, cặp này là cặp 44, có hoành cổ là 20, sổ có hoành cổ 20 đến 24, sổ đế thì 35. Cặp này thì cặp to nha cô chú anh chị. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 260 nha cô chú anh chị. Cặp 44 là to hơn nha, 260. Tiếp theo em lên cặp này, cặp 45 nha cô chú anh chị. 45 là cặp này cũng to nữa nè. Cặp này thì nó có hoành cổ là 22, sổ đế là 40 tới 50. Cặp 45 này hai con này rất là to luôn. Cặp này thì 300 ngàn nha cô chú, 300 ngàn nha, 300 ngàn cho cặp 45. Tiếp theo em lên cây 46 nha cô chú anh chị. 46 thì nó có hoành cổ là 20, sổ đế là 40. Cây này của Bình luôn. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 240 ạ, 240 cho cặp, cho cây 46. Tiếp theo em lên cây 47 nha cô chú. 47 thì cây này có hoành cổ 21, sổ đế 40. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 180 nha cô chú ơi, 180 cho mã số 47. Tiếp em lên mã số 48 nha cô chú anh chị. Mã số 48 là cây này một rễ là lắc mình luôn. Cây này thì có hoành cổ là 34, sổ đế là 35. Cây 48 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 360 nha cô chú, 360 luôn. Tiếp em lên cây 49 nha cô chú. Cây 49 thì cây này nó có hoành cổ là 25, sổ đế 40. Cây này giao lưu có 170 nha cô chú anh chị, một cây dáng trực 170. Cây 49 cũng là cây cuối cùng của tiếp ngày hôm nay của nhà vườn Hương Đoàn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian theo dõi, em xin chào ạ. Rồi, em cảm ơn chị Hương Đoàn nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Mến chào bà con, hẹn gặp lại mình bà con những clip kế tiếp ạ.